Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình muốn gửi đến mọi người một vài cách để mà học tiếng Anh. Thứ nhất là khi mà mình sang Mỹ lúc 13 tuổi đã học tiếng Anh ở Việt Nam qua giữa năm lớp 7 thì nói chung mình là một người rất là nhạy cảm, ngay cả về mặt những cái tiếng động hoặc là về mặt thính giác, thị giác mình rất là nhạy cảm. Vì lý do đó, những người nhạy cảm như mình chẳng hạn thì nên ở trong một cái môi trường nào đó để thích hợp với mình. Mình ngày xưa thì có hay tới những chỗ đông người như là đi nhà thờ. Bởi vậy âm nhạc và những cái tiếng động, những cái gì mà về về sound đó, về thính giác đó, mình rất là nhạy, mình sẽ pick up rất là nhiều. Khi mà ở một môi trường đông người mới lúc đầu chưa quen thì mình sẽ pick up nhiều cái tiếng động, sẽ làm cho mình dễ bị nhức đầu chẳng hạn, dễ bị ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Sau này thì mình mới biết là đó là một cái ưu điểm cũng như là một cái khuyết điểm, một cái ưu điểm để nếu như mà mình biết vận dụng nó đúng thì mình có thể phát huy nó. Do vậy thì đối với những người có cái thính giác tốt thì các bạn nên chọn cho mình một cái môi trường nào đó nó thích hợp và phát huy cái môi trường đó. Một trong những cách mình nghĩ rất là giúp ích cho mình đó là mình lắng nghe rất là tốt. Có nhiều người sẽ học qua thính giác, có nhiều người thì thị giác, nhưng mà đối với mình thì mình áp dụng cả hai. Mình thường á, thì sẽ đọc lại những tài liệu và mình đọc mặt chữ. Các bạn ví dụ như khi mà mình nghe một cái bài hát nào đó, nếu mà mình nghe chỉ nghe không thì cũng khó có thể mà thuộc được bài hát đó, nhưng mà vừa nghe và vừa đọc chữ thì rất có thể mình sẽ thuộc bài hát đó rất là nhanh. Đối với mình thì cũng vậy. Khi mới học tiếng Anh thì mình là một người có thể là được một cái thế mạnh là có một cái thính giác tốt, mình nghe rất là tốt, và sau đó thì mình sẽ tập nói tiếng Anh. Thứ hai là chúng ta nên mạnh dạn để nói tiếng Anh. Thường á, thì mình tập ngày xưa khi mà đi học cần phải nhớ bài rất là nhiều á. Trong trường y á, thì mình sẽ đọc những tài liệu đó và thâu lại, và sau đó nhìn lại những cái mặt chữ để mà mình thuộc lòng và hiểu. Quan trọng là mình hiểu những cái bài đó, những cái bài cũng rất là quan trọng. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là cho các chị em phụ nữ ai cần khám tầm soát cho ung thư tử cung. Mình có một người thân hơn 20 năm về trước, đó chính là má của mình. Khi mà má bị qua đời, khi ung thư tử cung phát hiện trong một cái thời kỳ, nó ra thời kỳ cuối rồi. Và ngày xưa thì má cũng đặt dòng, tức là có những cái loại như là T12, mình gọi ngày xưa là đặt dòng, một cái loại contraceptive method. Ngày xưa má mình bị đặt dòng và cũng không có lưu ý, và má cũng không biết là mình bị đặt dòng nữa. Tới khi mà ung thư phát hiện vào thời kỳ cuối thì má mình trị qua chemotherapy trong vòng 1 năm, nhưng mà cũng không có qua khỏi, và má qua đời năm 1991. Sau đó thì 1996 gia đình mình định cư tại Hoa Kỳ qua cái viện gọi là viện HO, tức là ba đã đi tù khi mà chiến tranh đi tù, và ba được những người American government, những người chính phủ Mỹ sponsor gia đình qua. Lúc đó mình được 13 tuổi. Trải qua một thời gian rất là dài để mà học tiếng Anh, mình nhớ thức rất là khuya và thức tới 1-2 giờ sáng để học tiếng Anh. Có lẽ vì vậy mà mình rất là nhỏ con. Người ta nói khi trẻ em, các em ở độ tuổi lớn thì một cái điều cần thiết đó là các em phải ngủ đủ giấc nữa ha, và ăn uống đầy đủ. Đối với mình thì hình như ngày xưa ngủ thì 4 tới 5 tiếng đồng hồ để mà học thôi. Như vậy thì cảm ơn ơn trên đã cho mình một cái sức khỏe cũng là tạm gọi là ổn để sau này học trung học ở Hoa Kỳ, học đại học 4 năm ở Hoa Kỳ, học bằng 5 năm, tức là bằng thạc sĩ ha, và sau đó thì vào trường y đại Hoa Kỳ. Xin nói rõ, các bạn có hai loại bác sĩ ở Mỹ,
allopathic medicine tức là medical doctor và osteopathic medicine là doctor of osteopathy, tức là bằng MD và bằng DO. Mình là một người bác sĩ bằng DO, doctor of osteopathic medicine. Nói về lương bổng hoặc là nói về những cái privileges thì bác sĩ MD và DO có chung một cái mức lượng lương và cũng có chung một cái những cái quyền lợi giống nhau. Bên osteopathic medicine thì mình có học thêm về chẩn đoán, chẩn về xương và cơ, lymphatic system nữa, để có thể giúp cho cái cơ thể của mình promote the body healing process, tức là giúp cho cơ thể của chúng ta có thể hoàn thiện hoặc là chống qua những cái bệnh đó một cách nhanh chóng hơn. Thêm vào đó thì mình cũng vẫn phải trị bằng thuốc men, hoặc là nếu cần mổ xẻ vân vân thì cũng phải trị như vậy. Đó là mới sơ về bác sĩ và y khoa ở ở Hoa Kỳ. Thêm nữa về cervical cancer, lý do mình nhắc nhở các chị em phụ nữ là tất cả các chị em phụ nữ trên 21 tuổi trở lên đã có gia đình hoặc là đã có quan hệ thì chúng ta bắt buộc phải khám tầm soát để mà chẩn ngừa được cái căn bệnh ung thư đầu tử cung này một cách khi mới phát hiện. Những cái tế bào ở trong đầu tử cung khoảng chừng tùy theo loại những tế bào, nhưng mà từ 10 tới 20 năm chẳng hạn thì nó mới phát hiện ra là ung thư tử cung. Nhưng mà những cái step chúng ta cần biết đó là phải khám tầm soát qua cái pap smear trong lúc 21 tuổi. Hiện ở tại Hoa Kỳ thì đó là cái indication bây giờ. Cái thứ hai tức là các trẻ em nhỏ từ 10 tuổi tới 12 tuổi thì có hai cái loại vaccine. Cái loại thứ nhất là Gardasil, một cái loại mới cho nam hoặc là nữ. Từ cái indication là cho từ 9 tuổi tới 26 tuổi, nhưng mà thường thường các em được bác sĩ nhắc nhở là vào khoảng từ 11 tới 12 tuổi, nam hoặc là nữ luôn. Lý do mà chúng ta vaccine các em nam là tại vì nếu các em nam có thể là có, đây là một cái loại vaccine để ngừa papilloma, human papilloma virus, tức là một cái loại virus most common sexual transmitted disease in the United States, tức là một cái virus quan trọng nhất và quen thuộc nhất ở trong cái đường quan hệ tình dục. Cho nên nếu các em nam thì tất nhiên các em nam sẽ không có cái cervix, không có cái tử cung để mà bị ung thư tử cung, nhưng mà các em nam có thể là một cái carrier, tức là một cái người nhiễm khi quan hệ, thì các em có thể dẫn tới lây truyền cho các em nữ. Do đó chúng ta cũng vaccine các em nam luôn. Nhớ lại một cái vaccination Gardasil là cho các em từ 9 tuổi tới 26 tuổi, thường thường được nhắc nhở vào từ 11 tới 12 tuổi, cả nam lẫn nữ. Cái loại thứ cái loại vaccine này sẽ cover HPV 6, 11, 16 và 18, hai cái loại mà HPV có nhiều, rất là nhiều strand, hơn hình như là hơn 500 strand, nhưng mà bốn cái loại chính nó gây ung thư tử cung á là loại 6, 11, 16 và 18. Cái loại 16 với 18 nó quan trọng hơn là bởi vì hai cái loại này có cái risk cho ung thư tử cung rất là cao. Còn cái loại 6 với 11 cũng gây ung thư tử cung nhưng mà thấp hơn cái loại 16 và 18. Và ngày xưa thì một cái loại vaccine cũ gọi là Cervarix, cái chữ ngắn cho cervix tức là cái đầu tử cung ha. Cervarix là một cái loại vaccine cho HPV 16 và 18, tức là hai cái loại mà gây ung thư cao nhất. Cái loại cervix này chỉ cho những em nữ mà thôi. Indication của nó cũng vẫn là từ 9 tuổi tới 26 tuổi, được nhắc nhở vào lúc 11 tuổi và 12 tuổi. Đây là cái vaccine để ngừa HPV, tức là Human Papilloma Virus. Các mẹ, các người cha nhắc nhở hoặc là dẫn con em mình tới bác sĩ để mà có cái vaccine này. Một lần nữa, các chị em phụ nữ nên khám tầm soát, khám phụ khoa ít nhất là 1 năm hoặc là 3 năm, một năm một lần, và làm pap smear một năm một lần, tùy theo độ lứa tuổi. Cũng có những indication là một năm ba lần, tùy theo cái HPV, kết quả của HPV và những cái kết quả năm trước của cái pap smear nó như thế nào. Các chị em phụ nữ cũng nên khám tầm soát
tức là khám ung thư ngực, ung thư vú chẳng hạn, qua làm cái mammogram khi 40 tuổi trở lên, mỗi năm một lần. Có nhiều cái guideline nói là 50 tuổi, nhưng mà guideline mà mình follow tức là 40 tuổi thì nên làm mammogram một lần. Ok, đây là những cái chi tiết cho các bạn theo dõi tiếng Anh y khoa channel của mình, cách học tiếng Anh, khám tầm soát. Các bạn nào muốn chi tiết gì thêm về cuộc sống ở Mỹ, công việc làm của mình, một cái khía cạnh nào đó, các bạn có thể vui lòng cho mình biết ý kiến ha. Mặc dù là hiện bây giờ mình làm urgent care, tức là phòng cấp cứu ngoài giờ hả, trong có một thời gian cuối tháng 9, sau đó thì mình sẽ dọn qua một cái tiểu bang mới, hoặc là Oklahoma. Nơi đây có thể mình sẽ ở một năm hoặc là 3 năm hoặc là tới 5 năm để làm ở nơi này. Lý do mình dọn qua mặc dù gia đình đang ở Florida là trước nhất là những người employer ở nơi này giúp mình về mặt tài chính, và công việc làm cũng rất là khác với lại cái phòng cấp cứu. Mình có thể có thời gian hơn với bệnh nhân, có thể quen biết bệnh nhân, và công việc nó có thể hơi khác biệt. Thì phòng cấp cứu các bạn trị bệnh nhân, chỉ gặp bệnh nhân đó, trị họ và cho họ đi về, không có follow up, tức là không có gặp bệnh nhân nhiều lần để mà có thể có được một cái relationship, có một sự theo dõi hoặc là quen biết họ để mà giúp họ cặn kẽ hơn. Vì lý do đó mình dọn vào Oklahoma. Ok, đây là một cái video ngắn, mong là có thể cho các bạn một vài tin tức cách học tiếng Anh. Các bạn vui lòng để lại ý kiến của mình. Các bạn thích channel này thì xin các bạn giới thiệu cùng với những người bạn của mình, hoặc là cho mình biết những khía cạnh nào các bạn muốn tìm hiểu thêm về y khoa ở Mỹ, về cuộc sống ở Mỹ, về những ngành nghề khác liên quan tới y khoa ở Mỹ chẳng hạn. Nói sơ là mình học ở Mỹ để trở thành một bác sĩ thì là một chặng đường rất là khó khăn và dài. Các bạn cần phải có những sự kiên trì và phải yêu thích ngành nghề của mình. Rất là nhiều điều mình phải tập trung thì mình mới thể làm được. Do đó thì cuộc sống của mình chỉ vỏn vẹn gia đình và công việc. Gia đình thì sau này các anh chị em có gia đình riêng thì mình cũng tập trung vào công việc nhiều hơn. Mong là cái video này cũng có thể giúp cho các bạn thật sự hiểu được cái ý nghĩa của công việc mình làm nếu như các bạn chọn theo ngành y khoa. Rất là cảm ơn các bạn theo dõi y khoa cái video này. Xin thân chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video sau. Xin cảm ơn.